Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động mạnh. Chuyển sang thời tiết trong tỉnh. Thời tiết trên địa bàn tỉnh trong sáng 5 tháng 9, ngày diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xét, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 30 đến 32 độ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xét, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào rải rác, có nơi mưa đến mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 95%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, độ ẩm 85 đến 90%. Hải Vân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 9 năm 2024, mực nước cao nhất 370 cm vào lúc 3 giờ và mức thấp nhất 100 cm lúc 21 giờ 30 phút.